Xin chào tất cả các độc giả của Sài Gòn Giải Phóng Online. Chiều ngày 30 tháng 11, sau 2 năm ấp ủ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức giới thiệu đến công chúng album Cho Cuộc Tình Đã Mất, là album cuối cùng trong dự án Dạ Khúc Cho Tình Nhân gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ 18 năm qua. Họp báo diễn ra trong không gian Sài Gòn xưa đầy hoài niệm, đúng với tinh thần âm nhạc trong album. Với album Cho Cuộc Tình Đã Mất, Dạ Khúc Cho Tình Nhân 10, Đàm Vĩnh Hưng kết hợp với những vocalist trẻ nổi bật của làng nhạc Việt là Uyên Linh, Trúc Nhân, Trung Quân, Xuân Nghi và Dương Triệu Vũ. Toàn ca khúc trong album, Đàm Vĩnh Hưng vẫn khẳng định được giọng hát đóng đinh với công chúng, nhưng không còn quá nhiều sự luyến lấy, ủy mị. Thay vào đó, khán giả được thấy một Đàm Vĩnh Hưng mới mẻ và tinh tế. Bạn phối Vĩnh Linh này đều là những cái bạn phối rất là chill, rất là trẻ. Mà khi mà đặt vào những cái bản mashup như vậy thì tạo cho một bản hát nó không còn cũ nữa, mà nó rất là trendy, rất là hot tai với giới trẻ, và đặc biệt là kết hợp với những giọng hát trẻ nữa. Và tôi tin rằng các bạn trẻ sẽ yêu thích cái album này. Còn với Uyên Linh, nữ ca sĩ rất hào hứng với dự án lần này của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây có thể nói là lần đầu tiên giọng ca Chờ Người Nơi Ấy chính thức hát bolero. Theo Uyên Linh, dòng nhạc, thể loại nhạc không có ranh giới, miễn sao người nghệ sĩ thể hiện hết trái tim, tình cảm và sức cảm của mình trong ca khúc đó để mang lại niềm vui cho người nghe. Với 36 nhạc phẩm trữ tình nổi tiếng của các nhạc sĩ như Lam Phương, Từ Công Phụng, Trúc Phương, Châu Kỳ, Đàm Vĩnh Hưng đã dụng công thực hiện thành 10 mashup với nhiều ca khúc bolero trữ tình. Ngoài phiên bản album bình thường gồm đĩa nhạc Postcard, Đàm Vĩnh Hưng còn mạnh tay thực hiện phiên bản giới hạn CD player retro với thiết kế ấn tượng. Album Cho Cuộc Tình Đã Mất được ra mắt vào tối ngày 30 tháng 11 trên các nền tảng nhạc số.